Chào Vũ Ca. Wow. Chào Phú Bảo. Dạ, chào anh, trời ơi. Chắc là hai đứa hôm nay đẹp quá trời. Wow, sao mà đẹp bằng anh, một chiếc áo dài đỏ rực rỡ. Đúng rồi. Và xin cảm ơn anh Long Nhật rất nhiều đã mang đến một không khí, một đám cưới vô cùng tưng bừng, vui vẻ và hoan hỷ tại miền quê của chúng ta. Dễ thương không ạ? Bây giờ anh hỏi cho nghe này. Dạ. Bây giờ là nhiệm vụ sự màng của Quốc Bảo và Phú Ca là giới thiệu bốn người chơi đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho phép những đi vào trong. Để làm gì? Rồi sau sẽ rõ. Wow. Một lát gặp lại nha. Và trước khi chúng ta gặp gỡ bốn người chơi rất xinh đẹp, đặc biệt và cá tính trong ngày hôm nay, Quốc Bảo và Phú Ca xin được gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với chương trình Úng Ba La Ra Chữ Gì. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ sự xuất hiện một lần nữa của nghệ sĩ Long Nhật và ca sĩ Jamie. À, và đúng là bất ngờ đúng không? Một bộ đồ mới. Đúng rồi. Và đội này chưa gì là thấy có sự đồng điệu với nhau rồi. Dạ. Là những nghệ sĩ rất là yêu thích dòng nhạc quê hương, trữ tình và lãng mạn. Ngày hôm nay tại sao hai anh em có cơ duyên gặp gỡ nhau và trở thành một đội vậy ạ? À? Em cũng rất là bất ngờ khi mà được chung đội với lại chú Long Nhật. Chú Long Nhật. Mày bà. Anh nói cho nghe nè, ngày xưa là anh Trịnh Công Sơn còn là một câu rất là hay. Dạ. Mà mấy đứa nhỏ quên mất rằng là mình tính từ 1 cho tới 30 thôi. Còn 6-30 tỉnh thêm làm chi cho mệt. Đúng không? Rồi. 30 tỉnh thêm làm chi cho mệt. Mà nghệ sĩ là không có tuổi. Cháu đi gọi là 2-3. Dạ anh Long Nhật. Trời tôi khổ ghê vậy. Nghe cho Long Nhật dễ thương sao đâu á. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ hai thành viên còn lại trong đội đối thủ. Xin được mời ra sân khấu sự xuất hiện của một cặp đôi rất là dễ thương. Nam diễn viên Anh Tú và ca sĩ Emma. Hello cả nhà, em tên là Emma Nhất Khanh, em là thành viên của nhóm nhạc Tử Lam. Thì hôm nay em rất là vui khi được tham gia chương trình Úng Ba La Ra Chữ Gì, Ra Chữ Da Beo. Ra được da beo luôn. Còn da beo nè. Người đồng đội của bạn xin mời anh Tú. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Anh Tú, em là diễn viên tự do. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nói thiệt nha, dạo gần đây thấy hai bạn xuất hiện với nhau hơi nhiều, hình như là có vấn đề gì đó ở đây hay sao ấy. Tụi em đã từng yêu nhau. Trời ơi. Đã từng hôn nhau trên một cái lan can. Tụi em đã yêu nhau trong bộ phim Thanh Xuân của anh, viết tắt là em. Hết hồn hết vía. Tất cả chỉ là diễn xuất à? Phím ra ngoài là không có hợp nhau. Không có hợp nhau đâu. Đứa đàn ông, đứa bùng nẹp. Đôi khi tròn lừa chưa chắc là hay. Đúng mà rồi. Trời xe duyên mới là một cặp. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chờ xem là trời xe duyên cho hai cặp đôi này, thì hai cặp đôi này có hợp nhau, ăn ý với nhau và có thể nắm tay nhau để giành được chiến thắng trong chương trình Úng Ba La Ra Chữ Gì không nhé. Một tràng pháo tay dành cho bốn nghệ sĩ của chúng ta đã đến với chương trình Úng Ba La Ra Chữ Gì. Và ngay bây giờ, trước khi đến với vòng 1 của Úng Ba La Ra Chữ Gì, chúng ta sẽ cùng chọn ra cho mình những cái tên đội thật là ấn tượng, thật là dễ thương và thật là keo nha. Xin mời đội đầu tiên là đội của anh Long Nhật và Trang My ạ. À. Bolero. Vô duyên kỳ ta. Dạ em mà sao anh biết vô à? Mà Bolero hay thiệt.
hay thiệt, nhưng mà hay giờ mình xính nổi tí xíu đi. Mình đổi là bolero thì mình có thể dùng là trữ tình hoặc là quê hương hoặc là thấm đượm tình đúng quê. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ý kiến bên này là bolero, ý kiến của quốc ca về quốc bảo là quê hương trữ tình. Thì đôi này quyết định lại gây tên là Ngọt ngào. Đúng là hai anh em của gia đình ngọt ngào. Ngọt ngào, rất là ngọt luôn á. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đội còn lại. Bên đây ngọt ngào rồi thì bên đó gì? Em thấy em với anh rất là năng động. Hay mình lấy tên nhóm mình năng động không? Nhóm năng động hả? Ừ, nhóm năng động nghe nó có bị sớm quá. Năng động nghe bình thường lắm. Vậy hả? Nhóm tăng động. Tăng động, ok. Thôi tăng động được á, ok. Và một trận tay thật lớn nữa để chào đón nhóm ngọt ngào và nhóm tăng động. Vòng 1 mang tên thử thách. Xem 4 chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Xin mời. Từng người chơi sẽ trả lời 4 câu hỏi bằng cách chọn một chủ đề. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi ô chữ là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết Thanh Hóa, không thích hết, đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian. Khi người chơi có câu trả lời thì nói dừng. 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 Câu trả lời phải kết thúc khẩu hiệu anh chốt. Chốt chốt à. Trả lời đúng số giây trên đồng hồ chính là số điểm. Nhận về cho đội mình 50 điểm. Wow. Sau 4 lượt chơi, tổng số điểm đội nào cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 1 là 3 triệu đồng. Không biết là khi nghe luật chơi xong thì có thành viên của đội nào xung phong lên chơi trước không? Lên chơi trước nha. Thiệt không? Ừ, thiệt. Thiệt không? Thiệt. Anh tin em được không? Ok. Ok. Xin mời Emma lên vị trí sẵn sàng. Bây giờ chúng ta hãy xem 4 chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Xin mời. Văn hóa, thể thao, xã hội và giải trí. Em chọn giải trí được không? Giải trí. Dạ. Rất là nhanh, thường thì những nghệ sĩ của chúng ta đến đây đều chọn giải trí. Đúng thì gắn liền với công việc của mình. Đúng. Nhưng rồi. Thường ai chọn giải trí thì điểm rất là thấp. Chúc mừng em. Ồ vậy hả? Yên tâm, có anh ở đây rồi. Và bây giờ hãy cùng Umpala vòng 1 lượt chơi của Emma bắt đầu. Với gói chủ đề giải trí, Emma mắt nhìn thẳng màn hình. Đang nhìn. Tai lắng nghe thật kỹ câu hỏi đầu tiên của Quốc Bảo nha. Ô chữ đầu tiên có 9 ký tự. Đây là một thực vật màu đỏ mà một người đẹp nổi tiếng Thanh Hóa không thích hết. Đây là một thực vật màu đỏ mà một người đẹp nổi tiếng Thanh Hóa không thích. Người đẹp nổi tiếng Thanh Hóa là ai? Anh Tú biết ơi. Tú. Anh đang suy nghĩ. Anh Tú vẫn đang suy nghĩ. Thời gian trôi và chúng ta đã hiện lên được 3 ký tự H A U. Wow, thêm được một chữ D rồi. À đây đây, tôi biết, tôi biết. Hồ Đá Phượng. Không. Dừng, không phải. Phải dừng. Cái gì? Phải dừng. Cái gì? Cái gì? Dừng. Dừng chưa? Hết giờ rồi. Dừng. Cái gì đó? Dừng. Im lặng, im lặng. Ta dừng. Rồi. Anh Tú cũng phải dừng diễn thuyết của mình lại. Cái gì là cái gì đây? Cái gì đây? Cái này cái gì nó tú tú ra. Và đáp án cuối cùng sẽ là... Là... Trời quá dễ. 2 21 21. Chốt không? Chốt. Và bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả. Xin mời. 21. Hay quá. Tinh thần đồng đội rất là cao. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai có 13 ký tự. Đây là một danh hiệu không nằm trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, nhưng lại được những người đẹp mong muốn có hết. Hoa hậu thân thiện à? Không có trong cuộc thi người đẹp nào nha. Thật kỹ số lượng ký tự. Em đừng nhìn anh nữa. Đưa ra nhiều đáp án đi. Tiếp tục đi. Hoa hậu bãi biển. Tất cả các cuộc thi không có. À, không có à? À hoa, không có. Hoa hậu. Chúng ta hiện tại đi anh. Còn 25 giây. Hoa hậu. Dừng là không được gợi ý đó. Dừng chưa? Chưa. Ê, ơi, đừng biết chữ hả? Không được đâu. Hoa hậu quần đảo hả? Hoa hậu quần đảo hả? Trời ơi, trời ơi. Chưa, dừng đi. Dừng đi. Dừng đi, hết giờ rồi. Hết thời gian hết điểm rồi. Dừng. Và mời anh Tú dừng luôn. À quên, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Và chúng ta còn 11 giây. Hoa hậu. Và đáp án của chúng ta sẽ là 3 2 1 Hết giờ. Trời ơi. Vẫn chưa có
các bạn, rất là tiếc cho em mà. Hoa hậu quốc dân. Chúng ta hãy đến với đáp án hoa hậu quốc dân có đúng hay không ạ? Xin mời. Chính xác rồi, rất đáng tiếc. Em không biết sao em đọc ra được hoa hậu quốc đảo. Rồi quần đảo. Không, tại vì đứng ở đây rung lắm, không có nghĩ được từ quốc dân. Vì đó mới là vị trí nóng nhất của Umbala ra chữ gì. Và ngay bây giờ, em ai ơi, thoải mái hơn nhá. Tập trung nào. Câu hỏi thứ ba. Ô chữ thứ ba có 14 ký tự. Câu hỏi mà các cô gái cô đơn không thích cũng là tên của một ca khúc nổi tiếng. Hết. Khi nào lấy chồng à? Dừng chưa ạ? Dừng. Khi nào lấy chồng? Và chúng ta còn 56 giây. Khi nào lấy chồng đúng không? Và thời gian của em ai là 3, 2, 2, 1. Và đáp án? Khi nào lấy chồng ạ? Chốt không? Chốt chưa ạ? Chốt ạ? Chốt. Rất là khớp đúng với rồi, số lượng ký tự của chúng ta. Nhưng Trang My à, Trang My lắng nghe câu chia sẻ và đáp án của Emma thì Trang My nghĩ thế nào? Em nhớ là bao giờ lấy chồng. Bao giờ là cái gì nào nó cũng là, nó cũng là một mà. Mình đã nói cái gợi ý là một tên bài hát rất nổi tiếng. Và bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả. Xin mời. Bao giờ lấy chồng? Là anh Tuấn nha. Không nên cùng về nhầm lần thật. Bao giờ lấy chồng nào cũng khi nào nhầm lần chồng, khi chồng. Nào lấy chồng. Vô. Rồi vô nè, bớt tăng động lại. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Gồm 11 ký tự. Cụm từ này là tên một ca khúc của nhạc sĩ Trần Huân, cũng là biệt danh của một ca sĩ gốc Đà Nẵng. Hết. Quá dễ. Một ca khúc rất nổi tiếng, một cô ca sĩ rất nổi tiếng gốc ở Đà Nẵng. Bây giờ mình phải khoanh dùng. Và đây cũng là một bài hit tên, đánh dấu tên tuổi của ca sĩ này. Cũng là biệt danh của ca sĩ này luôn. Đúng vậy. Dân, Dân. Họa Mi tóc nâu à? Chốt chưa ạ? Chốt ạ. Họa Mi tóc nâu. Chốt. Và bao nhiêu phần trăm chính xác nào? 25 giây, 100% chính xác chứ. Để xem, em à có đem về cho đội mình 25 điểm không nhé. Xin mời. Họa Mi tóc nâu. Và tổng cộng điểm số của Emma ghi được trong chủ đề giải trí là 38 điểm. Và ngay bây giờ xin mời lượt chơi tiếp theo. Tới lên anh ơi. Mời anh Long Nhật hãy chọn chủ đề cho mình. Chúng ta còn 3 chủ đề, đó chính là văn hóa, thể thao, xã hội. Anh chọn chủ đề văn hóa. Và em thấy đây là một chủ đề rất là phù hợp với anh. Hy vọng anh sẽ ghi được thật nhiều số điểm trong chủ đề này anh nhé. Umbala vòng 1 vòng lượt 2 bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên ở chủ đề văn hóa như sau. Ô chữ thứ nhất có 10 ký tự. Một tác phẩm nào có câu vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa xôi dậm trường. Hết. Nếu biết đáp án, hãy dừng anh nhé. Tác phẩm nào có câu thơ này? Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Và đây là một tác phẩm rất nổi tiếng. 10 ký tự. Trang My ơi, có gợi ý nào cho đồng đội của mình không? Em chưa nghĩ ra luôn anh. 25 giây rồi. Đây là một tác phẩm của... Dừng! Dừng! Trời ơi, đáp án của anh là Truyền Kiều. Anh chốt chưa ạ? Chốt. Wow. Trang My, em nghĩ là đúng. Tin tưởng đồng đội. Em cũng tin đối thủ em nữa. Và với sự tin đối thủ thì chúng ta hãy đến với kết quả xem có đúng hay không nhé. Xin mời. Truyền Kiều. Chính xác. Xin được chúc mừng anh ở câu đầu tiên trong chủ đề văn hóa đã nhận về cho mình 16 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Ô chữ thứ hai cũng có 15 ký tự. Tựa đề của một quyển sách chứng minh bạn có thể đi 25 quốc gia chỉ với 700 đô la. Hết. Và nếu ai là một người đam mê về du lịch, chắc chắn
có cơ hội đọc qua quyển sách này rồi ạ. Một quyển sách này cũng khá là nổi tiếng. Ba mươi ba giây và những con chữ hiện lên. Dừng. Và đáp án của anh Long Nhật là sách ba lô lên và đi. Chốt. Hay quá. Anh ơi, anh có cơ hội đọc qua quyển sách này chưa anh hả? Anh có đọc qua rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án có mang lại cho anh Long Nhật 29 điểm không nhé. Xin mời đáp án. Chính xác. Không sai một chữ nào hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Có 10 ký tự với gợi ý như sau. Một nhân vật dân gian là biểu tượng của người phụ nữ vụng về. Hết. Trang My ơi, lên em diễn tả cho đồng đội của mình. Em diễn tả cho đồng đội của bạn. Trời, cái này diễn tả sao trời? Diễn đi, dừng, không được nói. Dừng luôn, khỏi diễn tả luôn. Chưa kịp diễn luôn. Trang My mới là sân khấu. Trang My là hiểu rồi, không cần phải diễn tả. Vợ thằng đầu, dứt khoát và thẳng thắn. Anh chốt. Chốt. Nhưng mà lúc nãy Trang My lên đây là có phải là diễn tả cái cụm từ vợ thằng đầu không? Có, em đang nghĩ ra rồi đúng không? Em đang nghĩ ra rồi đúng không? Nhanh sửa hết giờ. Anh yêu em. Đến với đáp án, xin mời. Chính xác. Và anh ơi, anh rất tiết kiệm thời gian trong câu hỏi này, anh nhận về cho đội mình 50 điểm. Hay quá. Ô chữ thứ tư có 16 ký tự anh nha. Cơ quan nào của phụ nữ quan trọng nhất? Hết. Đây là một câu hỏi mẹo mà chúng ta rất là hay đối vui với nhau. Thời gian đang trôi qua. Trang My, em đang suy nghĩ em chưa ra được. Anh Tú, không hiểu phụ nữ lắm nên không biết câu này. Không hiểu phụ nữ. Dừng. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Anh Tú đang rất là thắc mắc và hy vọng anh Long Nhật sẽ giải đáp được cái thắc mắc này cho đối thủ của mình. Mời anh. Hội Liên hiệp Phụ nữ. Chốt không anh ơi? Chốt. Wow. Đối với mỗi câu trả lời thì chúng ta thấy nghệ sĩ Long Nhật rất là kỹ lưỡng, rất là tỉ mỉ và từ tốn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để xem Hội Liên hiệp Phụ nữ có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời. Hay quá anh ơi. Và với câu trả lời chính xác vừa rồi, anh nhận về cho đội ngọt ngào thêm 31 điểm. Tổng cộng số điểm của anh Long Nhật là 126 điểm. Bây giờ tới lượt mình rồi. Hãy mạnh mẽ lên để gánh team nè. Cố lên nha anh, cố lên nha. Anh Tú ơi, trọng trách đè trên vai của mình. Mình là người đàn ông mà, mình phải thể hiện bản lĩnh chứ đúng không? Vâng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai chủ đề còn lại mà anh Tú sẽ lựa chọn. Đó chính là thể thao, xã hội. Anh cho em chọn. Wow, lại là một người đàn ông ga lăng. Rồi, một người đàn ông ga lăng quá vậy. Ga lăng quá. Ê, em chọn xã hội. Ok, anh chọn thể thao. Vậy thì bây giờ vòng 1 được chơi của anh Tú bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên có 13 ký tự. Niềm mong mỏi của người hâm mộ Việt Nam trong các giải đấu về bóng đá. Hết. 13 ký tự. Dừng. Wow. Đáp án mà anh Tú sẽ chốt là đáp án gì ạ? Tranh cúp vô địch. Và chốt. Anh nhanh quá. Bị dư một ô mới tức chứ. Bây giờ tìm người lắp vô cái ô đó thử coi nè. Em à. Em không biết chị ơi. Đâu, em không biết chị ơi, nó dài lắm. Nó khó lắm. Trời ơi, biết rồi. Đó là gì ạ? Việt Nam vô địch. Đúng rồi, nó đơn giản là Việt Nam vô địch thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để coi tranh cúp vô địch hay là Việt Nam vô địch nhé. Xin mời. Chắc chắn là Việt Nam vô địch rồi. Việt Nam vô địch. Rất đáng tiếc, anh Tú vừa bỏ qua 53 điểm. Mình thể hiện cái tinh thần tăng động xíu xíu nè. 2, 3, vô. Yeah. Đó, thể thao nè, phải tăng động lên, năng lượng nè. Wow. Đó. Hy vọng rằng anh Tú sẽ nhận được một bàn thắng trong câu hỏi tiếp theo. Ô chữ thứ hai có 11 ký tự.
Đây là một người được rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam coi là nhân vật của năm. Ông không phải là người Việt Nam. Hết. Hết. Anh ơi, cần thôi em trả lời giùm cho. Lên diễn tả đi. Biết rồi. Biết rồi và dừng đi. Dừng đi. Dừng. Dừng. Năm 11 về. Bắc Hành Sô. Chốt chưa? Chốt. Đáp án chính xác là gì? Chính xác. Việt Nam vô địch. Yeah. Còn một tiếng ăn mừng khác nữa. Đó là. Và với bàn thắng vừa rồi, anh Tú đã nhận về cho mình được số điểm là 51 điểm. Đang có đà đó, đang có khí thế đó, mình tăng động lên để người mình nóng lên nè. Dạ, dạ, dạ. Thôi để mình xuất vô một trái là mình trả lời đúng một câu, bây giờ xuất một cái nữa coi nè. Hey. Hey. Cái này thì đang trở lại. Đúng rồi, đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Có 5 ký tự. Cầu thủ nước ngoài nào có biệt danh là con bọ chét? Hết. Trời ơi, đây là thần tượng của tôi, đây là thần tượng của tôi luôn. Thần tượng của rất nhiều người anh à. Và hãy nhìn ký tự kìa. Dừng. 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 53 giây. Thần tượng bóng đá của anh Tú là ai? Hồng Sơn Văn Quyến. Hồng Sơn Văn Quyến. Tại còn em. Một cái tên nào quốc tế nữa không? Anh Tú. Bây giờ chúng ta phải trả lời đi. À, đáp án của Tú là Messi. Chốt. Cái gì, cái gì? Mình Messi. Anh ơi. Messi là đầm Messi hả? Cái đầm Messi để mặc đi biển á. Phát âm chính xác nha. Xin mời đáp án. Yeah. Và Buka đã nói rồi, đó là sai rồi. Đúng rồi, phát âm hoàn toàn sai. Phát âm không đúng tên người ta. Thì đó là em biết rồi đó, nhưng mà tại vì em quên chữ E thành chữ A thôi, em đọc tiếng Anh hay lộn lắm. Đúng rồi, rất là đáng tiếc luôn. Messi kỳ quá, về chơi mát mẹ. Anh Tú đã không nhận về cho mình được 53 điểm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Hy vọng rằng chúng ta cố gắng lấy được số điểm tối đa trong câu hỏi này anh Tú nha. Dạ. Yeah. Ô chữ thứ tư có 6 ký tự. Cầu thủ bóng đá Công Phượng quê ở đâu? Hết. Chúng ta không biết thì chúng ta hãy nhìn những ký tự hiện lên. Một chữ A. Chúng ta hãy nhớ đến giọng nói của Công Phượng trước đã. Giọng nói sẽ thể hiện được vùng miền. Và đây là một nơi sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng của Việt Nam. Đúng vậy. Anh dừng đi. Em lên không? Lên diễn tả đi. Em biết. Dừng. Trời ơi. Đáp án chính xác là gì? Nghệ An. Chốt. Nghệ An. Anh Long Nhật ơi, anh thích cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam nhất ạ? Nói chung là trong kỳ thi mà thể hiện vàng đó, thì anh Long Nhật chơi thân rất nhiều các anh em trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Từ thời anh Hồng Sơn. Dạ. Yeah. Và đặc biệt là Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng ruột của Long Nhật. Dạ. Yeah. Và bạn nghĩ là đây cũng là một câu hỏi không quá khó. Và hơi tiếc chút xíu mình mất hơi nhiều thời gian thôi. Và anh Tú vẫn biết được cái đáp án này, đó chính là Nghệ An. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án để xem Nghệ An có phải là đáp án chính xác hay không. Xin mời. Anh Tú đã nhận về cho mình 15 điểm với câu trả lời vừa rồi. Và tổng số điểm của anh Tú nhận được sau những câu hỏi của chủ đề thể thao là 66 điểm. Bây giờ chúng ta hãy đến với đội ngọt ngào. Mời Jamie. Anh Long Nhật ơi, chuẩn bị biểu diễn hình thể nhanh nhé. Đúng rồi, Jamie ơi, cỏ ánh của em đây rồi. Dạ. Út ơi, anh hai đang đứng cạnh em đây. Dạ, em tin vào anh hai. Chủ đề xã hội, câu hỏi đầu tiên. Ô chữ đầu tiên có 17 ký tự. Câu nói từ an ủi thường thấy của những người không được đẹp. Hết. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn được những ký tự hiện lên và đưa ra đáp án cho mình. Một chữ G, một chữ P phở và một chữ Y ngắn. Anh Long Nhật dường như vẫn chưa nghĩ được đáp án để gợi ý cho Trang My. Câu nói từ an ủi thường thấy của những người không được đẹp. Không đẹp thì bù lại cái gì? Dừng. Đúng, dừng. Chúng ta còn 14 giây. Không đẹp thì phải lạ. Chốt chưa ạ? Chốt. Không đẹp thì phải lạ. Mình không đẹp thì mình phải lạ.
Người ta gọi là xấu lạ. Người ta gọi là xấu lạ. Bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án. Xin mời. Chính xác. Hay quá Văn My ơi. Và số điểm của câu này Tâm My nhận được đó là 14 điểm. Cố gắng tiết kiệm thời gian hơn cho My nhé. Chúng ta hãy đến với câu số 2. Ô chữ số 2 gồm 9 ký tự. Một địa danh mà hầu hết các tỉnh, thành, Nam Bộ đều có. Hết. Các tỉnh thành Nam Bộ đều có. Rất là nhiều. Em có hay đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ không? Miền Tây là của em đó, trời ơi. Diễn tả nhiệt tình đi anh Long Nhật. Nhìn ký tự nè. Nhìn ký tự nha. Một chữ H, một chữ U, một chữ A. Một cái huyện, một cái xã nào một đó. Một cái địa danh nào đó mà hầu như tỉnh nào cũng có hết. Hầu như tỉnh nào cũng có. Dừng em. Dừng. 3 2 1 Hết giờ. Trang My vẫn chưa đưa ra được đáp án chốt. Vậy thì anh Long Nhật, nếu như mà anh trả lời câu hỏi này thì anh sẽ trả lời đó là không những các tỉnh miền Tây mà Tây Ninh cũng có, hầu như huyện nào cũng có. Huyện Châu Thành. Châu Đúng Thành rồi. Trời ơi. Để chốt đáp án cách chính xác nữa, chúng ta hãy xem đáp án. Châu Thành. Tiếc quá. Không sao hết, coi như đây là một kiến thức. Dạ, để ghi nhớ. Đúng rồi, ghi nhớ em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Ô chữ thứ 3 có 14 ký tự. Câu tục ngữ nói về sự bình tĩnh, không vội vàng. Hết. Hy vọng rằng với kiến thức và sự am hiểu văn thơ của anh Long Nhật, anh Long Nhật sẽ mang đến những gợi ý hữu ích cho Trang My. Thời gian đang trôi qua. Long Nhật đã gợi ý rất chính xác. Dân. Và đó là câu tục ngữ. Câu tục ngữ. Thời gian sẽ đếm ngược. 3 2 1 và hết giờ rồi. Trời ơi, vẫn chưa có đáp án được đưa ra. Trời, tôi tức quá, tôi đã làm vậy rồi. Không hiểu luôn á. Không hiểu luôn. Anh đã chuẩn bị chứng anh rồi đấy nè. Chúng ta hãy mời Long Nhật đưa ra đáp án xem có đúng hay không nhé. Xin mời anh. Bình chân như vậy. Bình chân như vậy. Ê, khó lắm á, em không nghĩ ra được. Rồi, cái câu đó lâu lắm rồi đó. Đó. Nhưng mà có nghe rồi đúng không? Đúng rồi, hồi xưa đi học là có biết rồi. Không nghĩ ra được luôn á. Không một vội vàng, ai làm gì mặc ai, công việc mình làm. À, công việc mình biết. Và bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả. Xin mời. Chúng ta còn một câu cuối cùng. Ráng nghe bé, ước ơi. Cố gắng lắm. Ô chữ số 4 này có 9 ký tự. Đồ vật thuộc sở hữu của nhà mình nhưng lại để người ngoài sử dụng. Hết. Một câu hỏi rất thú vị. Trời ơi, nó mẹo hả chị? Không mẹo nha, nghĩ đơn giản, nghĩ đời đơn thường giản thôi em. Một đồ vật. Giường ngủ. Anh ơi, anh có thể cho người khác mượn cái giường của mình đi ngủ hả? Có nghĩa là khi mình đến nhà người ta mình mới sử dụng được. Đúng rồi. Còn mình không đến nhà người ta là mình không sử dụng. Mặc cái đồ vật này nó thuộc quyền sở hữu của nhà người ta. Cố lên nào, chúng ta hãy xem những ký tự để ghép từ. Và dừng chưa? À, dừng. Chúng ta còn 7 giây. Chuông cửa, trời ơi. Em thấy anh diễn tả là em biết là cái chuông. Rồi. Chốt chưa? Trời, còn có 7 điểm. Chốt không? Chốt không? Dạ chốt, dạ chốt. Và xin mở ô chữ ạ. Chuông cửa. Cảm ơn Trang My rất nhiều. Trời ơi, em mang ít điểm về quá. Không sao đâu. Không sao đâu. Tổng số điểm của Trang My 21 điểm. Rồi, hết rồi, em mà luôn kìa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm tổng kết của cả hai thành viên trong lượt chơi đầu tiên ở vòng 1 nha. Và đội ngọt ngào đã đem về cho mình số điểm đó là 147 điểm. Yeah. Và đội tăng động
đã nhận về cho đội mình tổng cộng là 104 điểm. Wow! Tuyệt vời! Số tiền thưởng của vòng 1 này là 3 triệu đồng thuộc về đội Ngọc Nga. Và không sao hết, chúng ta còn vòng 2 nữa. Nhưng trước khi đến với những điều thú vị và hấp dẫn đó, xin mời hai đội chơi và tất cả quý vị khán giả để giải lao trong vòng ít phút. Vòng 2 mang tên Thách Đấu. Vòng 2 có 8 câu hỏi trong nhiều lĩnh vực. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết ca sĩ, hết đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian. Đội bấm chuông trước sẽ có quyền trả lời. Nếu sai thì đội còn lại sẽ được đó, trả lời. Là một đáp án không chính xác rồi. Trả lời đúng, số giây trên đồng hồ chính là số điểm. Chốt chưa ạ? Chốt chưa ạ? Chốt. Và đặc biệt, số điểm vòng này sẽ được nhân đôi, tương ứng với 28 giây là 56 điểm. Em thách đội kia thắng em nữa. Rồi đi gấp đôi này sẽ về thuộc về đội của anh rồi. Giải thưởng vòng 2 là 6 triệu đồng. Và ngay bây giờ, Umala, vòng 2 bắt đầu. Xin mời đặt tay lên chuông. Lắng nghe thật kỹ câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên có 8 ký tự. Diễn viên Chibu có hành động gì để trở thành ca sĩ? Hết. 8 ký tự. Diễn viên Chibu trở thành một ca sĩ thì cô ấy đã làm hành động gì ạ? À? Hãy nhớ hành động nha. Emma cầm mic rô chốt. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án. Xin mời. Chính xác. Vậy là đội Tăng Động đã tăng động đúng lúc cần thiết, nhận về cho mình 100 điểm. Em thách đội kia thắng em nè. Yêu đi con quỷ ơi, thắng giờ. Má có một câu à. Và câu thứ hai có nội dung như sau. Đây là một ô chữ với 9 ký tự. Có răng mà chẳng phải mồm, cứ nhai nhồm nhồm, cơm chẳng chịu ăn, là cái gì? Hết. Từ từ bình tĩnh. Chúng ta hãy nhìn những gợi ý, những ký tự hiện lên dần. Một chữ L, hai chữ C. 35 giây. Chưa đội nào có đáp án. Và nếu như chúng ta trả lời sai, vẫn không bị trừ điểm nhé. Và đã có chuông reo lên để đội Tăng Động rồi. À, thái độ nữa là. Đừng tạo nét nữa, mình hãy trả lời đi. Lưỡi cắt cỏ. Chốt chưa? Chốt. Chốt rồi. Lưỡi cắt cỏ. Lưỡi cắt cỏ là một đáp án cũng khá là phù hợp với sự xuất hiện của những ký tự của chúng ta. Bên đội của anh Long Nhật có một đáp án nào khác không? Anh nhìn số điểm này, số điểm gấp đôi này sẽ về thuộc về đội của anh rồi. Và câu trả lời của anh là? Anh trả lời là liềm cắt cỏ. Chốt. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem liềm cắt cỏ hay lưỡi cắt cỏ. Xin mời. Xin mời. Liềm cắt cỏ mới là đáp án chính xác. Liềm đâu có răng đâu. Cái liềm có răng. Cái liềm nó để dành cắt cỏ. Đúng rồi. Còn cái lưỡi là cái lưỡi của cái liềm. Và số điểm mà đội Ngọt Ngào nhận được tương ứng với 28 giây là 56 điểm. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi số 3. Ô chữ này có 15 ký tự. Một loại thực phẩm bổ dưỡng mùa lạnh là động vật, còn mùa nóng thì là thực vật. Hết. Gì kỳ vậy trời? Rất bổ dưỡng. Rất bổ dưỡng. Đừng có bấm như bạn ơi. Vừa có thể là động vật, vừa có thể là thực vật. Cái gì mà DO vậy trời? Mùa nóng là gì em? Mùa lạnh là động vật à. Còn mùa nóng sẽ biến đổi thành, biến thực, vật. Thực vật. Bấm. Mời đội Tăng Động. Thật ra chúng tôi ý chang như vậy mà sai nè. Đây là một loại thuốc được gọi là đông trùng hạ thảo. Chốt. Bạn có thể phân tích. Mùa đông nó là con trùng, còn mùa hạ nó là cây thảo dược. Sao lại như vậy? Đông trùng hạ thảo. Nghĩa là? Không cần hiểu đâu. Mình chuẩn bị liêu liêu đợi bên kia. Ok. À, giờ mới có năng lượng để Tăng Động đây. Và đội Tăng Động có nhận về cho mình số điểm là 54 điểm, tương ứng với 27 giây hay không? Xin mời đáp án.
cùng. Câu hỏi tiếp theo gồm 18 ký tự với gợi ý như sau. Câu nói của chị Nguyệt, nhân vật trong bộ phim Phía trước là bầu trời. Hết. Gì vậy? Bấm rất nhanh. Bấm chuông đến mức mà thời gian chưa hiện lên luôn. Em đã làm gì có người yêu em đang sợ em. Gì nhiều dữ vậy? Cái gì nhiều dữ vậy? Thời gian của chúng ta còn lại 18 ký tự, đếm trên tay. 3. Em làm gì đã có người yêu. Chốt. Em làm gì đã có người yêu. Đó là một đáp án. Không chính xác rồi. Cơ hội đã trở về với đội ngọt ngào. Em đang sợ ế đây này. Chốt chưa? Chốt. 3. Một trong tay dành cho đội ngọt ngào. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đáp án. Xin mời sự xuất hiện của những chữ cái. Trời ơi. Trời ơi. Đếm không có kỹ gì hết, chữ còn của tôi đâu. Như vậy là dòng này như thế nào? Dòng này không đội nào ghi được điểm cả. Xin chúc mừng. Rất là tiếc luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5. Đặt tay lên chuông nào. Ô chữ này có 8 ký tự. Cái gì khi còn là con nít thì ngắn, càng lớn thì càng dài, đến lúc già thì lại ngắn lại. Hả? Hết. Câu hỏi gì thú vị vậy ta? Cái gì vậy ta? Cái gì khi còn là con nít thì ngắn, càng lớn thì càng dài, đến lúc già thì lại ngắn lại. Ủa cái gì vậy? Mời đội. Bấm rồi. Động. Cái gì vậy? Xin mời Emma bấm chuông rất nhanh. Em chọn là lông chân được. What? Cũng hợp lý. Vừa đủ 8 ký tự. Trời ơi. Trời ơi. Em có chốt hay không? Ê sao anh chơi căng thẳng quá vậy? Mình vui lên con. Mình là tiếng tăng động lên. Mà mình tăng động. Yeah. Lông chân. Chính xác luôn á. Chốt chưa hả? Chốt chưa hả? Chốt lông chân. Chốt lông chân. Chứ không biết đáp án khác đâu. Không biết đáp án khác đâu. Đáp án lông chân. Đó là đáp án chính xác để mang về số điểm là 93 điểm hay không nhá. Đó là một đáp án sai. Tôi biết mà, không có đáp án là vô lý làm như vậy. Mời đỡ ngọt ngào. Là ngón chân. Ngón chân, không còn không có chữ là. À, ngón chân thôi, bỏ chữ là. Ngón chân và chốt chưa ạ? Chốt. Ngón chân có phải là đáp án chính xác hay không? Xin mời. Ngón chân. Trời ơi. Lại là một câu hỏi mà cả hai đội không nhận được điểm nào. Chúng ta tiếp tục đến với câu thứ 6. Tiếc quá. Ô chữ này có 10 ký tự điền vào chỗ trống trong bài ca dao Tát nước đầu đình. Thâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp cho một ba chấm, một con lợn béo, một vò rượu tâm. Hết. Mời anh Long Nhật. Thúng xôi vò. Chốt chưa anh ơi? Chốt. Thúng xôi vò có đúng hay không nhé, xin mời. Thúng xôi vò. Chúc mừng anh. Tuyệt vời. Mình hò đi anh. Hò. Bao giờ em đã có chồng, sinh con đầu lòng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thùng xôi vò, một con lườn bèo, một vò rượu tâm. Vỗ tay. Tuyệt vời, hay quá. Trời ơi, cưng hết sức luôn. Và câu hỏi tiếp theo, câu thứ 7 của chúng ta. Còn 2 câu nữa nha, hai đội ơi, tập trung đặt tay vào chuông nha. Ô chữ này cũng có 6 ký tự. Em đi em lại bốn phương, dọc ngang lắm lối, lách luồng nhiều nơi. Đó là cái gì? Hết. Đọc lại được không ạ? Em đi em lại bốn phương, dọc ngang lắm lối, lách luồng nhiều nơi. Wow, mời anh Tú. Nếu em đoán không lầm nha, đó là cây kim. Có chốt không ạ? Em chốt cây kim. Chốt luôn. Ra cây khác là em xỉu liền. Để xem có đúng hay không. Xin mời. Xin mời. Hay ghê. Với 53 giây, đội Tăng Đồng đã nhận về cho mình 106 điểm. Wow. Hay lắm, hay lắm. Và đây là câu hỏi cuối cùng nhé. Có 15 ký tự. Một cụm từ nói lên
thời tiết, thời gian có trong bài Lòng Mẹ của Y Vân hết. Cụm từ nha. Thời tiết, thời gian. Và đã có chuông từ đội ngọt ngào. Mời đội ngọt ngào. Nắng mưa sớm chiều. Chốt cho anh à? Chốt. Ê, đúng là nắng mưa sớm chiều rồi. Nắng mưa sớm chiều có phải là một đáp án chính xác hay không? Xin mời. Và xin chúc mừng đội ngọt ngào với số điểm là 88 điểm. Và kết thúc vòng 2 thì điểm số của đội ngọt ngào giành được đó là 264 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hai bạn 260 mấy. Hết rồi, 60 thôi. Số tiền thưởng 6 triệu đồng đã thuộc về đội Ngọt Ngào. Tính ra là tụi mình quá hay. Tụi mình lội ngược dòng. Mình bảo toàn túi tiền của mình vậy là được đó. Không vô đồng nào cũng không ra đồng nào cả. Ủa vậy luôn hả chị? Và tổng cộng vòng 1 và vòng 2, đội Ngọt Ngào đã nhận về cho đội mình số điểm là 411 điểm. Cái đội đó bắt đầu tăng động rồi đó. Đúng rồi, bên đây bắt đầu ngọt ngào lại rồi. Và điểm số của đội tăng động đó là 364 điểm. Hãng hàng không Umala ra chữ gì sẽ được thông báo sự xuất hiện của hai hành khách cuối cùng. Anh Tú và Emma đã đến với chuyến bay đặc biệt của chúng tôi. Đó chính là Umbala. Chào tạm biệt. Vòng 3 mang tên Umbala. Sẽ có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian khi có tín hiệu hết. Nếu không có đáp án thì nói qua. Bỏ qua câu hỏi phụ sẽ không được quay lại. Trả lời đúng mỗi câu hỏi phụ sẽ được 1.500.000 đồng. Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 5 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở vòng 3 này nhé. Ô chữ gồm 6 ký tự, loài thực vật đi vào rất nhiều trong thơ ca nhạc họa về hương thơm hết. Chúng ta hãy liên tưởng, hãy tưởng tượng thật nhiều và quan sát số lượng của ký tự. Có một chữ U. Thời gian đang trôi qua. Xuất hiện nhiều ở đâu chị? Thơ ca nè, những bài nhạc, những bài thơ rất là nhiều. Và cái loại thực vật này có mùi thơm. Một loại thực vật rất nổi bật với mùi thơm của mình. Hương thơm, ngào ngạt. Trong những bài hát nè, hay xuất hiện. Trong những bài thơ cũng hay xuất hiện. Thời gian của chúng ta 50 giây. Đúng rồi, còn lại nếu không chúng ta qua để không tốn nhiều chúng ta có quyền đó. Bỏ qua. Đã xuất hiện 5 ký tự rồi ạ. À. Hoa sữa. Hoa sữa. Và đây là một đáp án. Chính xác. Chúng ta tốn rất nhiều thời gian cho câu đầu tiên. Chúng ta mất một nửa thời gian rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với gợi ý tiếp theo. Ô chữ gồm 8 ký tự. Tên một món ăn lại có sự xuất hiện của một từ chỉ đồ vật dùng để leo trèo. Hết. Một món ăn. Bún thang. Bún thang. Và đây là một món ăn cũng là một đặc sản đúng không? Và đáp án bún thang. Đó là đáp án chính xác. Yeah. Hay quá. Chúng ta đã nhận về cho mình 2 gợi ý và khoảng thời gian còn lại là 42 giây. Vì vậy, anh Long Nhật và Trang My ơi, tập trung nhé. Ô chữ này gồm 10 ký tự.
một địa danh nổi tiếng ở Hà Nội. Hết. Rất nhiều địa danh nổi tiếng đúng ở Hà Nội. Nhưng mà có 10 ký tự thôi. Chúng ta hãy chờ những con chữ hiện lên. Hãy sử dụng sự xuất hiện của những chữ cái đầu tiên. Có một chữ T. Nếu không thì chúng ta cho qua. Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám là một đáp án. Chính xác. Yeah, yeah. Quốc Tử Giám là một địa danh, phải nói là rất nổi tiếng tại Hà Nội, được xem là trường đại học đầu tiên. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Dạ. Yeah. Còn 22 giây và chúng ta còn hai câu hỏi, một câu hỏi phụ, một câu hỏi chính, và hy vọng chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian được ở trong câu hỏi thứ tư này. Ô chữ thứ tư gồm 9 ký tự. Một hiện tượng khí hậu thường có ở các tỉnh phía Bắc. Hết. Thời gian. Gió heo may. Gió heo may là một đáp án. Rất tiếc là một đáp án. Chính xác nữa rồi hả? Rất là sát sao. 17 giây. Câu hỏi cuối cùng. Và ngay bây giờ xin mời hai anh em chúng ta sâu chuỗi lại một lần nữa. Chúng ta có những gợi ý gì không ạ? Hoa sữa, bún thang, Quốc Tử Giám và Gió Heo May. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ năm. Câu hỏi đặc biệt để đem về cho mình 5 triệu đồng. Ô chữ có 12 ký tự. Tên bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Hết. Hết. 15 giây. Kể ra đi anh, kể hết ra. Liệt kê thật nhiều tên bài hát anh nhé. Của nhạc sĩ Phú Quang, những bài hát nào anh biết ạ? 7, 6, 5. Chúng ta sẽ cùng đến với đáp án mà anh sẽ chốt. Em ơi Hà Nội phố. Em ơi Hà Nội phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng đây là một đáp án đúng hay sai? Hay. Thật sự chứ bây giờ mà có bảo thấy là cái vòng đặc biệt là cái vòng mà khiến cho chúng ta căng thẳng như thế này. Và em thấy trong lòng em tự nhiên bây giờ em có một cái tiếc nuối nuối. Và em rất tiếc nuối khi mà thời gian gần hết mà anh lại trả lời đúng. Chính xác rồi ạ. Còn gì nữa, quá tuyệt vời. Em ơi Hà Nội phố và nhạc sĩ Phú Quang đã mang về cho anh Long Nhật và đồng đội của mình là Trang My số điểm tuyệt đối trong vòng đặc biệt 11 triệu đồng. Chị vui mừng, đội của anh Long Nhật, đội ngọt ngào của chúng ta gồm hết tất cả các giải thưởng từ vòng 1 tới bây giờ 20 triệu đồng. Hiện tại cảm xúc của anh và Trang My như thế nào ạ? Em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được cùng đội với lại anh Long Nhật. Tại vì ở dưới thì em đoán, xong mình đi lên thì giống như là bị áp lực á. Chữ nó bay đi đâu mất, với lại mình áp lực cái thời gian nữa. Nhưng mà đồng đội em quá giỏi. Thật sự là em rất là ngưỡng mộ đồng đội của em. Anh Long Nhật có một cái kinh nghiệm thế này. Là nghệ sĩ chúng tôi đó thì là bay show liên tục, đi diễn liên tục, đi quay liên tục. Nhưng mà các em nhớ nha, tranh thủ đọc sách trên máy bay, rồi trước khi đi ngủ mình đọc, hoặc là bây giờ mình ít đọc bằng sách in á, thì trên mạng cái gì cũng có. Bởi vì kiến thức là một cái kho tàng vô tận. Và các bạn mà chơi ổn ba la thì hãy nhớ nha, đừng vội vàng, đừng có hấp tấp, mà hãy nhớ có một cái câu đáp án rằng bình chân như vậy ta sẽ chiến thắng. Hay quá trời. Quý vị khán giả đã theo dõi ba la ra chữ gì của tuần này. Hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chúng ta hãy cùng ba la. Xin chào và hẹn gặp lại.